Kính thưa quý vị và các bạn, cách đây 40 năm, vào những ngày nắng đẹp đầu tháng 5, tiếp nối khí thế hào hùng của mùa xuân lịch sử năm 1975, chính quyền cách mạng tỉnh Vĩnh Long đã ngay lập tức bắt tay vào sự nghiệp trồng người. 40 năm trôi qua, đàn đàn lớp lớp học sinh thuộc nhiều thế hệ đã lần lượt trưởng thành. Công tác giáo dục cũng làm được nhiều điều trong quá trình đào tạo những con người mới làm chủ quê hương đất nước. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, kính mời quý vị và các bạn hãy cùng nhìn lại thành quả trong việc nỗ lực chăm lo phát triển giáo dục tỉnh nhà, 40 năm tiếp nối truyền thống đất học Vĩnh Long. Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, chính quyền cách mạng đã nhanh chóng tiếp quản hệ thống giáo dục của chế độ cũ. Lúc bấy giờ, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long chỉ có 2 trường trung học công lập, 1 trường trung học bán công, 2 trường tư thục, 7 trường trung học tỉnh hạt và 26 trường tiểu học, chủ yếu nằm tại tỉnh lỵ Vĩnh Long và trên các trục lộ giao thông chính. Ngành giáo dục phải nhanh chóng gây dựng một mạng lưới trường lớp thích ứng với nền giáo dục của chế độ mới. Trong tình cảnh nghèo nàn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên vừa thiếu lại vừa yếu. Thành quả hết sức to lớn của giáo dục Vĩnh Long trong những năm đầu mới giải phóng là tỉnh đã từng bước phát triển được hệ thống trường lớp các cấp học rải đều trên địa bàn toàn tỉnh, từng bước đảm bảo quyền lợi học tập của con em nhân dân lao động, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng trẻ em thất học. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, do ngân sách nhà nước eo hẹp mà nhu cầu phát triển trường lớp thì quá lớn, nên dạng trường học được xây dựng tạm thời bằng vật liệu tre lá và phòng học 3K rất phổ biến ở các vùng nông thôn. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, với 220 giáo viên kháng chiến, 146 giáo viên chi viện, 2.290 giáo viên dùng tạm chiếm được lưu dụng, ngành giáo dục Vĩnh Long phải đương đầu với thực trạng đội ngũ vừa yếu lại vừa thiếu. Ngành sư phạm mà lúc bấy giờ đóng vai trò chủ công là trường trung học sư phạm đã nhanh chóng đào tạo một lực lượng giáo viên thông sáo, năng động, nhanh chóng đảm đương được nhiệm vụ mới trong tình hình mới. Chủ trương mở các lớp đào tạo cán bộ cốt cán cho các ban ngành của tỉnh cũng kịp thời phát huy vai trò và mang lại hiệu quả rõ rệt trong giai đoạn từ sau giải phóng cho đến những năm sau này. Sau ngày giải phóng thì thực ra mình cũng đã chuẩn bị tiếp quản từ những năm 1968 đó, tức là đào tạo giáo viên, một cái khung ở Hà Nội đưa vào để đào tạo giáo viên từ ở dưới khu Tây Nam Bộ, tức là ở dưới rừng Đước, rừng Tràm, rồi về tới Vĩnh Long cũng có một cái trường sư phạm ở Tầm Du, có nghĩa là chuẩn bị một cái lực lượng đội ngũ giáo viên, sau đó đào tạo liên tiếp cho đến ngày giải phóng. Khi mà cái tốc độ phát triển nhanh đó thì phải nói là cái phong trào bổ túc văn hóa nè, rồi cái phong trào học tập phổ thông nữa, nó quá nhiều, cho nên là mình phải chịu cái cảnh là học 3K thậm chí 4K. Thì để giải quyết vấn đề này đó, thì cái điều hay nhất gì? Trước nhất đó là đến năm 90 đó, thì tỉnh cho phép là ngành giáo dục quản lý toàn ngành. Cái quản lý toàn ngành đó có thể thuận lợi là tổng ngân sách đó mình có thể điều tiết để mà giải quyết vấn đề xóa 3K. Ngoài ra mỗi năm đó thì tỉnh cũng dành, những cái thời điểm đó tỉnh cũng dành một cái ngân sách nó cũng vừa phải thôi, nó cũng không phải lớn quá, nhưng mà cũng góp phần để mà xây dựng cái trường học để xóa 3K. Tại sao bây giờ lên quá nhanh, giáo viên cũng đào tạo cấp tốc thì trường học cũng xây dựng cấp tốc, thành ra nó có những lúc 4K, có nghĩa buổi sáng 2K, buổi chiều 2K. Nhưng mà lúc đó mình quan niệm là gì? Có được chỗ cho dân học là hạnh phúc lắm rồi. Và cái xu thế phát triển cho đến những đến cái lúc mà đắp bắt đầu từ năm 2000 thì chính phủ lại quan tâm thì đầu tư ra một cái dự án gọi là xóa tre lá, và cho đến bây giờ là kiên cố hóa trường học. Bước ra khỏi cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm, Vĩnh Long đã mạnh dạn tuyên chiến ngay với giặc dốt và quyết tâm đẩy lùi giặc dốt. Ngay từ những ngày đầu của chế độ mới, phong trào bình dân học vụ, rồi sau đó là bổ túc văn hóa đã giúp cho nhiều người biết đọc, biết viết. Ở khắp mọi nơi, đâu đâu cũng dấy lên phong trào học tập sôi động. Phong trào dẫu có những bước thăng trầm, song ngày càng lan tỏa sâu rộng theo thời gian và làm tiền đề cho phong trào toàn dân học tập trong những năm gần đây, từng bước tiến tới xây dựng xã hội học tập theo tinh thần ở đâu có tri thức thì ở đó có hạnh phúc. Nói đến quy mô phát triển trường lớp, không thể không nhắc đến việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.
Đặc biệt, từ năm 1992 trở lại đây, mỗi năm Vĩnh Long đã đầu tư từ vài tỷ đến vài chục tỷ đồng để xóa phòng học 3K, phòng tre lá tạm thời. Những năm gần đây, tổng số vốn đầu tư cho chương trình kiên cố hóa trường lớp của ngành giáo dục đào tạo tỉnh nhà hàng năm đã lên đến con số hàng trăm tỷ đồng. Tính đến nay, Vĩnh Long đã có 461 trường, trong đó có 127 trường mầm non, 207 trường tiểu học, 88 trường trung học cơ sở, 31 trường trung học phổ thông và 8 trung tâm giáo dục thường xuyên. Hệ thống trường lớp từ thành thị đến nông thôn đều được xây dựng ngày càng kiên cố, khang trang, tạo điều kiện tốt cho con em nhân dân học tập, thể hiện rõ tính ưu việt của chế độ mới. Hiện nay, với chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường, trạm cũng tiếp tục được quan tâm đúng mức, góp phần tạo thêm động lực làm thay đổi nhanh chóng bộ mặt trường lớp ở các vùng nông thôn, trong sự thay đổi diện mạo chung của các xã nông thôn mới. Thực hiện đề án xây dựng trường chuẩn quốc gia và kế hoạch của ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện, thì bằng nhiều cái nguồn vốn, thì phòng dục cũng đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất cho các cái trường học trong địa bàn huyện. Đến cái thời điểm này, nhìn tổng thể thì về phòng ốc, cơ sở vật chất của các trường trong địa bàn huyện thì đã đáp ứng được cái hoạt động dạy và học. Thì với cái thành quả như trên, bản thân ngành giáo dục đào tạo cũng rất vui mừng, phấn khởi. Đây cũng là cái điều kiện để ngành tiếp tục chỉ đạo trong cái thời gian tới. Qua 40 năm xây dựng và phát triển, sự nghiệp giáo dục đào tạo Vĩnh Long đã gặt hái được nhiều kết quả khả quan trên tất cả các ngành học, bậc học. Có thể nói, chính sự phát triển của bậc học mầm non là một minh chứng hết sức đầy đủ và sống động. Nếu trước ngày giải phóng, ngành học mầm non chưa được chú ý, số lượng chưa đáng kể, thì ngay trong những năm học đầu tiên sau giải phóng, trong điều kiện hết sức khó khăn, ngành giáo dục Vĩnh Long vẫn khẩn trương xây dựng trường lớp, đào tạo giáo viên cho ngành học mầm non. Tuy phát triển chưa tương xứng với ngành học khác của tỉnh, nhưng ngành học mầm non cũng đã có những bước tiến ngoạn mục từ cơ sở vật chất đến đội ngũ giáo viên, dẫn đến việc huy động trẻ ra lớp ngày càng cao và chất lượng nuôi dạy trẻ ngày càng tốt hơn. Điều đó cho thấy, vị trí và tầm quan trọng của bậc học mầm non đã được nhận thức một cách đúng đắn và đầy đủ, làm nền tảng vững chắc cho bậc học phổ thông. Với những nỗ lực to lớn của ngành giáo dục Vĩnh Long trong việc xây dựng hệ thống trường lớp đều khắp địa bàn tỉnh, từ những năm đầu sau giải phóng, mỗi xã đều có từ 3 đến 4 trường cấp 1, nay gọi là tiểu học, và một trường cấp 2, nay là trường trung học cơ sở. Còn mỗi huyện thì có từ 1 đến 2 trường cấp 3, nay là trường trung học phổ thông. Công tác huy động trẻ đến trường ở tất cả các khối lớp, đặc biệt là lớp 1, rất được chú trọng nhằm giải quyết triệt để tình trạng thất học sau chiến tranh, kinh tế đất nước và đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn thiếu thốn. Khi đã hình thành được hệ thống trường lớp có khả năng đảm bảo nhu cầu học tập của con em nhân dân, ngành giáo dục Vĩnh Long đã sớm quan tâm đến việc củng cố và nâng cao chất lượng dạy và học. Có thể nói, nếu ở những năm đầu sau giải phóng, các bậc học phổ thông phát triển chủ yếu về số lượng, thì ở thời kỳ đổi mới, các bậc học này đã bắt đầu có sự chuyển động ngày càng mạnh về chất lượng giáo dục. Các tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục đại trà, chẳng hạn như tỷ lệ xếp loại học lực và hành kiểm, tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng, tỷ lệ tốt nghiệp ở các lớp cuối cấp, đều đã có những bước tiến bộ rõ rệt. Số đơn vị trường học đạt thành tích cao trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, hay còn gọi là phong trào thi đua hai tốt ngày càng nhiều, khiến cho vườn hoa giáo dục Vĩnh Long ngày càng thêm rực rỡ và nhiều hương sắc. Khi đất nước đi vào thực hiện công cuộc đổi mới, cùng với những thay đổi nhanh chóng trên các lĩnh vực kinh tế và đời sống xã hội, ngành giáo dục cũng đã có những chuyển biến mạnh mẽ trong việc đổi mới phương pháp dạy học qua những lần cải cách giáo dục, đổi mới nội dung và chương trình sách giáo khoa. Phương pháp dạy học được cải tiến mới mẻ theo hướng phát huy tích cực, chủ động của học sinh, tăng cường sự sáng tạo và phát triển tư duy học sinh trong quá trình dạy và học của thầy và trò. Các cuộc thi giáo viên giỏi, học sinh giỏi được triển khai thực hiện và duy trì thường xuyên và ổn định qua nhiều năm. Những nhân tố mới xuất hiện ngày càng nhiều với các danh hiệu giáo viên giỏi các cấp, viên phấn vàng đã trở thành những điển hình tiên tiến trong phong trào giáo dục tỉnh nhà. Từ giáo viên giỏi đến viên phấn vàng rồi trở thành nhà giáo ưu tú là cả một quá trình phấn đấu kiên trì, bền bỉ của những người thầy trên bục giảng trong sự chăm chút của các thế hệ cán bộ quản lý giáo dục đầy tâm huyết.
Sau một thời gian lắng xuống, khoảng 10 năm trở lại đây, phong trào xây dựng trường chuẩn quốc gia ở Vĩnh Long đã trở lại sôi động. Ngành giáo dục tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chọn lựa và đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia có trọng điểm. Việc đầu tư cơ sở vật chất cho trường đạt chuẩn quốc gia, ngoài ngân sách nhà nước, tỉnh còn chủ trương vận động xã hội hóa từ cộng đồng. Cấp ủy đảng, chính quyền địa phương coi việc xây dựng trường chuẩn quốc gia là chuyện không riêng của ngành giáo dục và toàn xã hội phải cùng xoắn tay vào gỡ khó để địa phương mới có trường đạt chuẩn quốc gia lồng ghép trong các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới. Vĩnh Long cũng đặc biệt chú trọng việc chăm bồi học sinh giỏi, sớm phát hiện bồi dưỡng những tài năng trẻ từ khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông. Nếu như cách nay khoảng 2 thập kỷ, Vĩnh Long có học sinh giỏi quốc gia với số lượng đếm trên đầu ngón tay, thì đến những năm gần đây, số học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp khu vực vòng toàn quốc tăng lên đáng kể. Chuyện ba em Trần Ngọc Minh, Đỗ Thị Hồng Nhung, Lương Phương Thảo cùng là học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm liên tục 3 năm liền giành 2 giải nhất, 1 giải nhì tại cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia được coi là một kỳ tích của trường và của cả học sinh tỉnh nhà. Mới đây, Tống Hữu Nhân và Nguyễn Đăng Khánh cũng là học sinh trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm lại lọt vô top thủ khoa của cả nước trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014. Một lần nữa, các em lại góp phần điểm tô cho đất học Vĩnh Long thêm lộng lẫy. Sau 23 năm xây dựng và phát triển trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, thì nhà trường thực hiện cái mục tiêu đó là phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu về các môn học để mà qua đó, đó phát triển năng khiếu của các em, giáo dục cho các em trở thành cái người phát triển toàn diện, có lòng tự hào dân tộc và có cái lòng yêu nước để mà đóng góp sức lực, trí tuệ trong cái công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thành quả giáo dục Vĩnh Long còn gắn liền với sự trưởng thành của đội ngũ thầy cô giáo, đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục. Sau 40 năm, giờ đây tỉnh đã có một lực lượng giáo viên khá hùng hậu, đủ về số và đang mạnh dần về chất. Tình trạng thiếu giáo viên vùng sâu cơ bản đã được khắc phục. Tỷ lệ giáo viên được chuẩn hóa ngày càng cao cũng là một yếu tố có tác động mạnh đến việc nâng cao chất lượng dạy và học ở các trường. Công tác đào tạo giáo viên cũng đã được tỉnh đặc biệt coi trọng, gắn với định hướng phát triển sự nghiệp giáo dục. Trường Trung học Sư phạm đã nhanh chóng đào tạo giáo viên đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển mạng lưới các trường tiểu học ở vùng sâu, vùng xa sau ngày chính quyền cách mạng tiếp quản Vĩnh Long. Tiếp đó, trường Cao đẳng Sư phạm cũng đi vào hoạt động ổn định và sau khi sáp nhập với trường Trung học Sư phạm thì chất lượng đào tạo của nhà trường ngày càng được nâng cao. Nhờ kết hợp tốt giữa công tác đào tạo chính quy với công tác bồi dưỡng chuẩn hóa, nhà trường đã đóng góp một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cho nguồn máy các cơ sở giáo dục từ bậc học mầm non, tiểu học đến trung học cơ sở hoạt động có hiệu quả từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng đến nay. Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long với bề dày là 39 năm xây dựng và phát triển, và trong một cái chặng đường dài như thế thì nhà trường đã tham gia đào tạo trên 23.000 sinh viên cho hai tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long. Bên cạnh đó thì bồi dưỡng hơn 7.000 cán bộ quản lý. Thì trong một cái chặng đường dài như thế đó thì rất nhiều cựu sinh viên xuất thân từ trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long đã trở thành cán bộ quản lý các cấp. Bên cạnh đó, rất là nhiều sinh viên đã tham gia quá trình học tập, tự rèn luyện nỗ lực bản thân để có những cái học vị cao, thạc sĩ, tiến sĩ. Thì một điều mà chúng tôi rất là vui mừng là sinh viên của trường được các cơ sở đào tạo công nhận về chất lượng chuyên môn và cả về phẩm chất đạo đức lối sống. Theo phương châm, người tại chỗ, đào tạo tại chỗ, sử dụng tại chỗ, trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long đã thực hiện khá tốt chức năng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cộng đồng. Ngay từ thời còn là trung tâm đào tạo bồi dưỡng tại chức liên tỉnh Cửu Long Đồng Tháp, cơ sở đào tạo tại chức này đã năng động liên kết với các trường đại học để đào tạo nhiều cán bộ khoa học kỹ thuật cho tỉnh nhà. Không ít học viên sau khi được đào tạo chuẩn hóa đã phát triển rất tốt, trưởng thành rất nhanh và đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh từ trước đến nay. Trong những năm vừa qua, thì trường cũng đã có
chiến lược để phát triển nhà trường, trong đó có chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Và nhà trường đã đưa giảng viên đi học ở trong nước và nước ngoài rất là nhiều, chiếm tỷ lệ rất khoảng chừng 5-60% là giảng viên có trình độ sau đại học. Và hiện nay là trường đã đưa đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài cũng trong nước là khoảng 13 nghiên cứu sinh, và ở trong nước thì là hơn là 60 là thạc sĩ. Thì với cái đội ngũ này thì hướng tới nhà trường cũng sẽ nâng cao cái trình độ, cái chất lượng đào tạo của mình để đạt được một cái chuẩn, và tiến tới sẽ nâng cấp trường lên thành một cái trường đại học trong tương lai. Từ một trường đại học Cửu Long, trong quá trình phát triển đi lên, tỉnh Vĩnh Long đã lần lượt có thêm hai trường đại học được nâng cấp từ trường cao đẳng, đó là trường Đại học Xây dựng miền Tây và trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. Vốn là những trường của trung ương đóng ở địa phương, các trường đại học đã tập trung sức đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hoàn thiện đội ngũ cán bộ giảng dạy, từng bước cung ứng nguồn nhân lực có trình độ cao cho tỉnh và khu vực. Cùng với các trường đại học, hệ thống các trường cao đẳng, trung cấp trong tỉnh cũng đã thiết lập quy trình đào tạo ngày càng hoàn thiện hơn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thực tiễn của xã hội. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long trong thời gian qua thì đào tạo hàng ngàn là giáo viên dạy nghề. Hiện nay quý thầy cô đã thể hiện được cái năng lực rất tốt trên bục giảng của các trường đại học rồi cao đẳng. Hiện tại thì trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long được nhà nước đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đặc biệt là lực lượng đội ngũ là rất là tốt. Về trang thiết bị thì mình có nhiều cái thiết bị hết sức là hiện đại, đáp ứng được cái sự cái nhu cầu là phát triển khoa học kỹ thuật. Học sinh sinh viên của trường đó tốt nghiệp ra trường thì các em không chỉ làm việc trong tỉnh Vĩnh Long mà các em còn tham gia thị trường lao động của nhiều tỉnh khác. Nếu mà mình nói chất lượng đó thì nói về cái tỷ lệ có việc làm của các em là đối với ở trường là theo khảo sát sơ bộ là từ 70-80%, và trường cũng đã tiếp xúc với các doanh nghiệp có sử dụng lao động do nhà trường đào tạo đó, thì doanh nghiệp cũng có ý kiến là đánh giá cũng khá cao về chất lượng đào tạo của trường. Có thể nói 40 năm qua ngành giáo dục đào tạo Vĩnh Long đã có những chuyển biến to lớn, tạo nên những thành tựu rất đáng khích lệ. Nếu hai thập kỷ đầu sau ngày miền Nam giải phóng là giai đoạn phát triển nhanh về số lượng học sinh và hệ thống trường lớp, thì hai thập kỷ kế tiếp là giai đoạn củng cố và nâng dần chất lượng giáo dục để từng bước đi vào phát triển ổn định, tạo tiền đề cho sự phát triển trong những thập kỷ tới. Có thể khẳng định rằng chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển giáo dục Vĩnh Long đã đạt được những cái kết quả và những cái thành tựu góp phần quan trọng vào cái việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển tỉnh nhà. Và nhìn lại việc xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục 40 năm qua đã hình thành được một cái lực lượng đủ về số lượng và có trình độ ngày càng cao. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì giáo dục vẫn còn rất là nhiều khó khăn, như là điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho việc thực hiện đổi mới giáo dục toàn diện và hiện đại trong thời gian tới vẫn chưa đáp ứng. Tỷ lệ các trường đạt chuẩn quốc gia tuy có tăng nhưng vẫn còn thấp so với các tỉnh trong khu vực. Và cái chương trình hiện nay thì vẫn còn nặng về cái hình thức, chưa phát huy được cái tính tự lập cũng như là tính sáng tạo và khả năng tự học của học sinh, cũng như chưa cân đối được cái vấn đề giữa dạy chữ và dạy người. Vì thế mà trong thời gian tới thì sẽ tiếp tục thực hiện nhiều cái giải pháp để mà phát triển và xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý từng bước nâng cao về cái chất lượng, như là tập trung đào tạo bồi dưỡng, phát huy tối đa từ năng lực đến cái phương pháp quản lý toàn diện, hợp lý và khoa học, cũng như là xây dựng cái đội ngũ nhà giáo cốt cán hạt nhân đi đầu trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động đổi mới giáo dục. Trong 40 năm xây dựng và phát triển ngành giáo dục, và các thành tích của tỉnh Vĩnh Long chúng ta rất đáng được trân trọng và ghi nhận. Rõ nét nhất là về cơ sở vật chất, trường, lớp học và các trang bị phương tiện để dạy và học càng lúc càng nâng cao về chất. Một điểm đáng phấn khởi là chúng ta đã xây dựng được cái chương trình xã hội cộng đồng cùng học tập, cộng đồng chăm lo, khuyến học khuyến tài, xây dựng một cái xã hội học tập khá mạnh và khá phát triển, tạo mọi điều kiện cho các cháu, các sinh viên ở mọi thành phần, mọi hoàn cảnh khác nhau đều có điều kiện và bình đẳng tham gia để học tập. Trong hướng tới thì việc đầu tiên tôi thấy rằng là cần phải tiếp tục tăng cường về cơ sở vật chất kỹ thuật, và đặc biệt là đối với cấp mầm non
mẫu giáo tăng cường nhiều hơn nữa đối với cơ sở vật chất, cần có chính sách đòn bẩy tốt hơn đối với là các cái giáo viên, đặc biệt là ở cơ sở. Thứ hai là tạo điều kiện cho các giáo viên, các giảng viên có điều kiện là nghiên cứu học tập và phát triển, và những chính sách đó làm cách nào để thu hút cái đầu tư của xã hội hóa được học tập, xây dựng được một cái xã hội cũng như cộng đồng chăm lo học tập và phát triển học tập trong cái tương lai. 4 thập kỷ đã trôi qua với bao thử thách cam go, càng thêm thấm thía những giá trị to lớn của những thành quả đã đạt được. Trong quá trình phát triển đi lên, tuy khó tránh khỏi những vấp ngã, song thành tựu đạt được vẫn là cơ bản, tạo đà vững chắc để đưa sự nghiệp giáo dục đào tạo tỉnh nhà phát triển lên những đỉnh cao mới, xứng đáng với truyền thống đất học của một tỉnh thuộc vùng địa linh nhân kiệt này.